Chỉ trong vòng 2 tháng thì 2 phụ nữ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ. Hai vụ việc đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ sôi động nhất cả nước. Nạn nhân lần này là một phụ nữ đang mang thai và được thực hiện phẫu thuật nâng ngực bởi một bác sĩ răng hà mặt. Nạn nhân 22 tuổi trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã đến trung tâm thẩm mỹ của một bác sĩ tư để tư vấn nâng ngực. Và sau khi thỏa thuận thì ngày 8 tháng 4 2017, cô được bác sĩ hướng dẫn đến bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để làm thủ tục phẫu thuật vòng 1. Khoảng 2 tuần sau đó thì nạn nhân đã thấy vết mổ chảy dịch, người mệt mỏi, khó thở, nổi mẩn đỏ. Gia đình đã đưa nạn nhân đến phòng khám gần nhà rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp nhiễm khuẩn sau khi đặt túi ngực và đã chuyển lên bệnh viện tư nhân. Bệnh viện Nhân dân 115. Thời điểm này nạn nhân bị suy hô hấp, huyết áp tụt, phải thở máy và lọc máu liên tục. Tại đây bác sĩ phát hiện người phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ 16 và bị suy đa tạng, suy hô hấp nặng. Đồng thời bệnh nhân cũng bị sẩy thai cùng với bệnh lý lupus ban đỏ hệ thống. Ngày 4 tháng 5 vì tình trạng quá nặng bệnh nhân đã được gia đình xin đưa về nhà và tử vong sau đó. Đáng chú ý là trong sự việc lần này thì người thực hiện phẫu thuật cho nạn nhân là một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt mà theo quy định thì chỉ được phép thực hiện phẫu thuật từ vùng cổ của bệnh nhân trở lên. Hiện tại thì các bệnh viện liên quan đang phải làm báo cáo gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.